tối hậu thư của Ai Cập với Israel. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, những tiếng nói từ phía Ukraine giờ đây đã trở nên rụt rè hơn bởi vì họ đang phải đối mặt với cơn bĩ cực trên chiến trường, trong khi các đồng minh thì lại tìm cách rút chân khỏi đầm lầy Đông Âu. Trong video ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ biết được một sự thật đó là các quốc gia Hồi giáo vẫn luôn đặt lợi ích của mình lên trên hết. Và không để quý vị chờ đợi lâu, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Tướng Zaluzny, Ukraine khát vũ khí công nghệ và bế tắc Cách đây một tháng trước khi sự chú ý của thế giới và truyền thông toàn cầu nhanh chóng chuyển từ Ukraine sang Israel, thì có một điều đã trở thành chủ đề cấm kỵ. Chẳng hạn như bất kỳ ai công khai thừa nhận rằng Ukraine đang thất bại hoặc là thua cuộc trong cuộc phản công, thì đều bị coi là có thiện cảm với Nga. Chủ đề nhất quán luôn phải là Nga thua, Nga tổn thất hay là Ukraine đang đẩy lùi quân Nga. Nhưng trong tuần này thì Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, tướng Valery Zaluzny, đã thừa nhận rằng Ukraine không có bước đột phá nào và tình hình chiến trường đang rơi vào bế tắc. Nói thẳng ra là ông đã thừa nhận thất bại. Có 3 bài viết mới trên tờ Economist trong tuần này. Đầu tiên là cuộc phỏng vấn với Tổng tư lệnh Ukraine về việc cần phải đột phá để đánh bại nước Nga. Bài thứ hai do chính tướng Zaluzny viết và một bài xã luận cũng do ông này chắp bút trong cùng ngày 1 tháng 11. Luận điểm trọng tâm của tướng Zaluzhny đó là đề cập đến các cuộc chiến hiện đang bế tắc. Ông ấy so sánh cuộc chiến hiện tại của đất nước ông với cuộc chiến tranh ở châu Âu năm 1917, với hàm ý rằng sự đột phá chỉ có được thông qua việc áp dụng các vũ khí công nghệ mới. Giải pháp của ông là yêu cầu phương Tây đầu tư mạnh vào một số lĩnh vực nhất định có thể mang đến lợi thế cho Ukraine. Tuy nhiên, có vẻ như là tướng Zaluzhny hơi nhầm lẫn bởi vì cuộc chiến không hề bế tắc. Nga rõ ràng là đang có lợi thế khi mà họ có thể di chuyển quân dọc trên chiến tuyến và tấn công vào bất cứ nơi nào mà họ muốn. Tuy nhiên, Nga lại không tấn công toàn lực bởi vì mục tiêu chính hiện tại của họ đó là phá hủy khả năng quân sự của Ukraine. Thêm nữa, không có công nghệ nào mà tướng Zaluzny liệt kê như là máy bay, UAV, tác chiến điện tử, thiết bị giả phá bom mìn là thực sự mới. Đó là những khả năng mà Nga đã có, còn Ukraine thì rõ ràng là đang thiếu thốn một trọng điểm nữa mà tướng Zaluzny muốn thực hiện đó là xây dựng một nguồn nhân lực dự trữ trong khi ukraine lại được coi là sở hữu quân đội thường trực lớn thứ hai ở châu âu chỉ đứng sau nga tuy nhiên chính chiến lược tấn công giàn trải và không tiếc sinh mạng binh sĩ của giới lãnh đạo kiev đã ngăn cản ukraine thực hiện điều này đó là do tổng thống zelensky vẫn cứ nhất quyết cố thủ tại bakhmut và hiện đã làm như vậy tại adepka cả hai mặt trận đó đều khiến cho ukraine chịu nhiều tổn thất về cả nhân lực lẫn vật lực Chiến lược này đã thất bại và đã hủy diệt quân đội Ukraine. Tạp chí Time vào hôm 1 tháng 11 viết như sau: Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, Ukraine đã từ chối công bố chính thức số người chết và bị thương, nhưng mà theo ước tính, con số thương vong từ lâu đã vượt quá 100.000 người ở mỗi bên trong cuộc chiến. Nó đã làm sói mòn lực lượng Ukraine nghiêm trọng đến mức các văn phòng quân dịch buộc phải triệu tập những quân nhân lớn tuổi hơn, nâng độ tuổi trung bình của một người lính Ukraine lên khoảng 43 tuổi. Rõ ràng là nhiệm vụ của tướng Zaluzny với tư cách là nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu của Ukraine là phải thuyết phục Tổng thống Zelensky thực thi những chiến thuật đúng đắn. Nhưng mà ông đã không thể làm được như vậy. Còn nhớ một năm trước, sau khi Nga rời bỏ khe xôn thì nhẽ ra, Ukraine phải nhìn được ra rằng chắc chắn là người Nga sẽ quay trở lại nơi đây. Nhưng chúng ta vẫn không nhìn thấy Ukraine xây dựng một tuyến phòng thủ mới nào kiên cố cả. Thay vào đó thì Ukraine đã tấn công giàn trải ở khắp các mặt trận trong khi ném quân dự bị của mình vào các cuộc tấn công thất bại. Trong những ngày qua, người ta đã chứng kiến xe tăng Leopard của Lữ đoàn 47 và xe tăng chủ lực T-64BM của Lữ đoàn Sơn Cước số 10 Ukraine bị tiêu diệt gần Adipka. Mà cả hai lữ đoàn này cũng đã từng bị tổn thất trong các cuộc tấn công vô vọng ở mặt trận phía Nam. Sẽ thật là vô nghĩa nếu như mà Kiev vẫn cứ tiếp tục ném những gì còn sót lại của họ vào một trận chiến khác mà không có sự chuẩn bị. Toàn bộ kinh nghiệm và kiến thức chiến đấu mà lữ đoàn thiện chiến này có được sẽ bị mất theo đó. Tướng Zaluzny cũng không có dấu hiệu thừa nhận những thất bại và sai lầm của mình. Bây giờ đây, mọi thứ đã quá muộn để sửa chữa cả hai thất bại. Một ngày sau khi Economist đưa ra loạt bài chấn động này thì tờ New York Times cũng đã mô tả rằng đây là những đánh giá thẳng thắn nhất cho đến nay của một quan chức hàng đầu Ukraine về cuộc phản công bị đình trệ. Quá thực, trong khoảng 6 tháng qua thì chiến tuyến hầu như không thay đổi và Ukraine đã bị đẩy lùi khi chỉ đạt được một số lợi ích tối thiểu với đầy đủ vũ khí mới nhất của phương Tây. Thú vị ở chỗ là tướng Zaluzny đổ lỗi cho sai lầm và thất bại của Ukraine là do đã đánh giá thấp việc người Nga sẵn sàng hy sinh binh sĩ nhằm ngăn chặn các bước đột phá trên chiến trường và kéo dài chiến tranh. Ông cũng nói rằng Nga mất ít nhất là 150.000 quân và nước này đã đánh đổi sự thương vong như vậy để giành lấy lợi thế. Tất nhiên là con số mà tướng Zaluzny đưa ra không thể được xác minh một cách độc lập. Có nhiều người cho rằng có thể là Tổng thống Putin không có ý định tiến sâu hơn vào Ukraine bởi vì mục tiêu của ông chính là củng cố quyền kiểm soát Donbass và bốn vùng lãnh thổ đã bị sát nhập. Nhưng mà bấy nhiêu thôi cũng là chiếm phần lớn lãnh thổ phía đông và phía nam của Ukraine rồi. Và bây giờ đây, chúng ta hãy cùng chuyển sang cuộc chiến tại Trung Đông. Ván cờ phức tạp ở Trung Đông, Hezbollah chỉ đe dọa không tuyên chiến. Cả thế giới ngày hôm qua nín lặng theo dõi bài phát biểu của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tuy kéo dài gần một tiếng rưỡi và chứa đầy những lời đe dọa cũng như là khiêu khích nhắm vào Israel và Mỹ, nhưng mà đây rõ ràng không phải là lời tuyên chiến. Ông ấy nói, tôi đảm bảo với Israel rằng tất cả các lựa chọn đều được mở ra ở mặt trận phía Nam. Chúng có thể được thông qua bất cứ lúc nào. Thông điệp này của Hezbollah muốn nhấn mạnh là việc Hezbollah tuyên chiến với Israel sẽ dựa vào các sự kiện đang diễn ra ở Gaza cũng như dựa trên việc Israel có dừng các cuộc tấn công vào người Palestine hay không cũng cần phải lưu ý là các cuộc pháo kích ở biên giới israel liban được cho là đã diễn ra cho đến hết bài phát biểu của ông nasala trong bài phát biểu thì thủ lĩnh hezbollah chỉ ra rằng việc hezbollah tấn công tên lửa hàng ngày vào israel đã buộc israel phải triển khai tới một phần ba khí tải quân sự tới biên giới phía bắc nước này và rằng israel sẽ không thể tập trung toàn bộ hỏa lực vào việc tấn công các phe phái kháng chiến bao gồm hamas và thánh chiến hồi giáo palestine ở gaza như vậy thì chúng ta có thể thở vào khi mà kịch bản thế chiến 3 đã không xảy ra Bởi vì Nasrallah vốn được cho là có thể tạo ra một bước ngoặt Nếu như ông ta hiệu triệu cả trăm nghìn quân Hezbollah Mở mặt trận toàn diện chống lại Israel Tuy nhiên, bài phát biểu này lại gây ra thất vọng cho nhóm lãnh đạo Hamas Khi mà nó không thể kêu gọi một hành động quân sự quy mô lớn Nhắm vào miền Bắc Israel Thủ lĩnh của Hezbollah chỉ cố gắng là chuyển trọng tâm của Hamas ra khỏi mối liên hệ với Iran Trong đó, ông Nasrallah phủ nhận Hamas đã gây ra vụ thảm sát vào hôm 7 tháng 10 và khẳng định rằng 100% là do người Palestine thực thi. Hamas từng kỳ vọng rằng việc hai nhóm Hezbollah ở Liban và Houthi ở Yemen tấn công ồ ạt vào Israel sẽ giảm áp lực mà Hamas đang phải đối mặt tại Gaza. Giờ đây, câu trả lời của thủ lĩnh Nasrallah đã rõ. Hezbollah sẽ không tham chiến. Vậy thì còn Houthi ở Yemen sẽ như thế nào? Vấn đề là Yemen không có biên giới đất liền với Israel Khoảng cách từ biên giới phía Bắc của Israel đến biên giới phía Nam của Yemen là hơn 1.800 km. Phần lớn không gian này lại do Ả Rập Xê Út kiểm soát. Ngoài ra còn có một khoảng không gian nhỏ chừng 30 km là do Jordan nắm giữ. Đang nói là Houthi lại là kẻ thù nguy hiểm mà Ả Rập Xê Út cần phải tiêu diệt. Do đó, lực lượng phòng không của Ả Rập Xê Út sẽ bắn hạ mọi vật thể bay đến từ Yemen. Trong khi Jordan cũng đã yêu cầu Mỹ triển khai hệ thống Patriot để tăng cường phòng thủ cho nước này. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng cả hai quốc gia Hồi giáo ủng hộ Palestine đều đang lo cho lợi ích của bản thân mình trước tiên. Đáng lưu ý nữa đó là Hamas, Houthi, Hezbollah, thanh chiến Hồi giáo Palestine hay là dân quân Iraq đều được cho là đội quân ủy quyền của Iran. Có nghĩa là nếu như các nhóm này phát động chiến tranh với Israel thì chính là Tehran đang tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm với Tel Aviv. Tuy nhiên, Trung Đông vốn là một nơi phức tạp về tôn giáo. Mặc dù Hamas vẫn nhận được sự giúp đỡ từ Iran, nhưng mà lại chưa hẳn được coi là một lực lượng ủy quyền chính thức của nước này do sự khác biệt về giáo phái. Hamas theo nhánh Hồi giáo Sunni của Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Hezbollah, Houthi và Thánh chiến Hồi giáo Palestine lại theo giáo phái Shia của Iran. Điều đó lý giải việc vì sao mà Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đều cho lãnh đạo của Hamas trú ngụ và đặt trụ sở tại nước mình. Tuy nhiên, Iran vẫn là quốc gia tài trợ nhiều nhất về vũ khí và công nghệ quân sự cho các nhóm này Hamas nhận được khoảng 70 đến 100 triệu đô la mỗi năm trong tổng số 700 triệu đô la ngân sách mà Iran chi cho tất cả các nhóm khủng bố. Thêm nữa, cuộc xung đột tại Trung Đông cho thấy những toan tính địa chính trị của các quốc gia Hồi giáo, trong khi hơn 2 triệu người Palestine đang trở thành con tin cho ván cược hiện tại. Ta có thể dễ dàng nhận ra điều này khi mà chứng kiến các quyết định của ba nước sau. Đầu tiên đó là Ai Cập. Việc Israel phong tỏa giải Gaza sẽ không thể thực hiện được nếu như không có sự trợ giúp đắc lực từ Ai Cập. Chúng tôi cũng phải xin lưu ý là Hamas đã là một chi nhánh của tổ chức anh em Hồi giáo, vốn là nhóm Ai Cập muốn tiêu diệt nhất. Ngoài ra, Ai Cập còn gặp khó khăn trong việc duy trì an ninh ở bán đảo Sinai. Do đó, nước này đã từ chối cho phép người tị nạn Palestine vào lãnh thổ của mình. Thứ hai, đó là Thổ Nhĩ Kỳ. Họ có quân đội đông đảo nhất khối NATO và đã tổ chức một cuộc biểu tình rầm rộ để ủng hộ Palestine, nhưng mà đằng sau sự ủng hộ đó là toan tính của ông Erdogan để thăng hạng uy tín trong cộng đồng Hồi giáo trong khi ông ta vẫn ngấm ngầm bắt tay với Israel để thúc đẩy dự án khi đốt. Cuối cùng chúng ta phải nói tới Azerbaijan. Họ đã cử tàu chở dầu Sea đem theo hơn 1 triệu thùng dầu tới Israel. Đáng chú ý là số dầu này lại được vận chuyển từ cảng Sihan của Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy thì có thể thấy, cả ba quốc gia Hồi giáo này đều không thực sự hỗ trợ cho người Palestine. Mà mục tiêu của họ chỉ là củng cố hình ảnh trong con mắt các quốc gia Hồi giáo khác. Bản thân số phận của hơn 2 triệu cư dân Gaza đã trở thành con tin không chỉ của Hamas mà còn của chính các quốc gia Hồi giáo đồng đạo với họ. Mà ở đây, Ai Cập là quốc gia điển hình nhất. Ai Cập tuyên chiến với Israel, đặt cược cực cao ở Gaza. Thủ tướng Ai Cập Mustafa Mabouli vào hồi đầu tuần cho biết, đất nước của ông đã sẵn sàng hy sinh hàng triệu sinh mạng để bảo vệ lãnh thổ của mình khỏi bất kỳ một sự xâm lấn nào. Nhận xét đáng quan ngại này báo hiệu Ai Cập sẽ coi chiến tranh như là phương án cuối cùng để ngăn chặn dòng người tị nạn Palestine từ Gaza. Nói tóm lại, Ai Cập lúc này chỉ có hai lựa chọn, hoặc là mở cửa khẩu để đón nhận dòng người tị nạn Gaza, hoặc là tiếp tục đóng cửa biên giới. Lựa chọn đầu tiên sẽ giúp cho Ai Cập ghi điểm trong khi lựa chọn thứ hai sẽ khiến cho nước này phải chịu áp lực dư luận quốc tế. Nhiều quan điểm cho rằng Ai Cập đóng cửa biên giới là do lo ngại Israel sẽ chiếm Gaza khi người Palestine rời khỏi mảnh đất này. Lập luận này có vẻ sẽ đúng về mặt lý thuyết, nhưng mà chưa hẳn trong thực tế là nó đúng. Bởi vì trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ tuyên bố của Thủ tướng Ai Cập Mark Bully. Rõ ràng là Ai Cập đã tuyên bố quyết định chơi một trò chơi cực kỳ nguy hiểm ở Gaza sau khi công khai rằng sẽ tiến hành chiến tranh như là biện pháp cuối cùng để ngăn chặn dòng người tị nạn Palestine nếu như Cairo không thể yêu cầu Tel Aviv ngừng ném bom. Bởi vì sao Ai Cập lại có quyết định như vậy? Trước hết chúng ta cần phải lưu ý là Ai Cập là quốc gia Ả Rập đầu tiên công nhận nhà nước Israel. Họ cũng là quốc gia đã xây dựng mối quan hệ đa chiều chặt chẽ nhất với Israel trong cộng đồng các quốc gia Ả Rập. Điều đó chủ yếu đến từ những lo ngại về an ninh trước mối đe dọa của Hamas và tổ chức anh em Hồi giáo. Ấy vậy mà Ai Cập cũng là quốc gia Ả Rập đông dân nhất, cộng thêm việc người dân nước này đồng tôn giáo theo dòng Sunni với người dân Palestine. Hai yếu tố đó đã đẩy Ai Cập vào tình thế lưỡng nan. Cairo vừa không muốn nhận dòng người tị nạn Palestine do lo sợ các phần tử Hamas trà trộn thâm nhập vào đất nước của mình. Đồng thời, Họ lại chịu áp lực dư luận phải cứu giúp những người dân Palestine. Tuy nhiên, tổng thống Sisi của Ai Cập dường như đã ưu tiên đặt lợi ích chính trị và an ninh quốc gia lên trên những điều khác. Do đó, mới dẫn đến tuyên bố chấn động của thủ tướng Modi khi mà Ai Cập cho biết sẵn sàng hy sinh hàng triệu sinh mạng cho bán đảo Sinai và sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ một quốc gia nào áp đặt điều kiện cho mình. Tuyên bố này là nhằm ám chỉ đến một tài liệu do tình báo Israel biên soạn về đề xuất thời chiến nhằm chuyển 2,3 triệu người dân Gaza tới bán đảo Sinai của Ai Cập. Đổi lại, Israel đề xuất sẽ cứu trợ Ai Cập khỏi các khoản nợ quốc tế. Ai Cập hiện tại đang xa lầy vào cuộc khủng hoảng nợ. Trong danh sách các quốc gia có nguy cơ vỡ nợ cao nhất thì họ chỉ đứng sau Ukraine. Tuy nhiên, nếu như người Ai Cập tham chiến thì mục đích của họ là trợ giúp người Palestine giữ lại được phần lãnh thổ Gaza hay còn ẩn giấu điều gì khác phía sau. Sự thật là, Ai Cập quyết liệt như vậy là để buộc Tel Aviv phải ngừng gây áp lực cho Cairo đón nhận dòng người tị nạn Palestine. Đồng thời, còn muốn cảnh báo Israel không nên vì vấn đề di cư mà hủy hoại mối quan hệ với quốc gia Ả Rập đông dân nhất này. Một trong những điểm nổi bật nhất tại Trung Đông trong thập kỷ qua chính là mối quan hệ chặt chẽ giữa Tổng thống Adel Fanta sisi của Ai Cập và Israel. Từ khi ký kết Hiệp định Trại David năm 1978, mối quan hệ giữa hai nước đã phát triển thành mối quan hệ đôi bên cùng có lợi còn khi mà Tổng thống Sisi lên nắm quyền vào năm 2013, thì Israel đã trở thành một đồng minh thân cận của Ai Cập, đặc biệt là trong vấn đề an ninh và kinh tế. Năm 2018, Tổng thống Sisi đã nhờ Israel hỗ trợ chấn áp phiến quân Hồi giáo ISIS ở bán đảo Sinai. Khi mà xung đột Israel-Hamas nổ ra, thì mối quan hệ liên minh giữa Cairo và Tel Aviv lại phải chịu một áp lực càng ngày càng lớn. Thêm nữa, đối với Ai Cập, Việc Israel tuyên bố xóa sổ Hamas cùng với tài liệu mật hé lộ nước này có ý định đưa người Palestine đến bán đảo Sinai, thì cả hai kịch bản này đều là cực kỳ nguy hiểm. Thứ nhất đó là về Hamas. Quan điểm của Tổng thống Sisi về nhóm này khá là phức tạp. Hamas được cho là một chi nhánh của tổ chức anh em Hồi giáo khét tiếng ở Ai Cập. Trong những năm đầu lên nắm quyền, Tổng thống Sisi đã cáo buộc Hamas là tổ chức khủng bố đồng lõa với tổ chức anh em Hồi giáo, gây ra các hành vi bạo lực ở Ai Cập. Nổi bật nhất chính là việc Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ai Cập cáo buộc Hamas ám sát Bộ trưởng Tư pháp nước này trong một vụ đánh bom xe năm 2016. Do đó, quân đội Ai Cập đã phong tỏa Gaza, phá hủy 1.370 đường hầm buôn lậu của Hamas vào năm 2014, sử dụng nước biển để phá hủy các mạng lưới đường hầm vào năm 2015. Tuy nhiên, chính sách đối đầu này đã sớm nhường chỗ cho chính sách thỏa hiệp với Hamas. Khi mà nhóm này hợp tác với chính quyền Tổng thống Sisi để chống lại ISIS ở Sinai cũng như là ở Gaza. Như vậy là ở thời điểm hiện tại, Ai Cập muốn kiểm soát Hamas hơn là tiêu diệt họ. Trong khi đó, Israel hiện giờ lại thề quyết tâm tiêu diệt Hamas sau khi nhóm này đã gây ra thảm kịch đẫm máu vào hôm 7 tháng 10. Và điều này đã trở thành vấn đề nan giải đối với Ai Cập. Bởi vì nếu như Hamas bị tiêu diệt ở Gaza, thì khả năng sẽ để lại một khoảng trống quyền lực mà các nhóm vũ trang khác có thể chiếm lấy. Và có thể tác động đó sẽ lan tỏa từ Gaza đến Sinai. Đây là một kịch bản mà Tổng thống Sisi muốn lảng tránh bằng mọi giá sau nhiều năm phải vật lộn để ngăn chặn các nhóm nổi dậy Hồi giáo trên bán đảo này. Thứ hai là chính quyền Tổng thống Sisi lo lắng rằng việc dòng người Palestine di rời hàng loạt từ Gaza đến Sinai sẽ gây ra quá nhiều nguy cơ an ninh cho đất nước. Đối với Ai Cập thì người Palestine có thể đóng vai trò như là một lực lượng gây bất ổn và là mối đe dọa an ninh lâu dài. Họ không muốn sự phản kháng của người Palestine du nhập vào lãnh thổ của mình. Điều này cũng bắt nguồn từ việc tổ chức anh em Hồi giáo từ lâu đã âm mưu biến bán đảo Sinai của Ai Cập thành một vùng đất cho người Palestine. Do đó, bất kỳ một nỗ lực tái định cư nào cho người Palestine cũng sẽ bị người dân Ai Cập phản ứng dữ dội. Trong khi tổng thống Sisi không có nhiều lựa chọn vì phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế và cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra. Ngoài ra, hội nghị thượng đỉnh ở Cairo vào hôm 21 tháng 10 đã thất bại, không thể đưa ra được một tuyên bố chung nào với cả Israel và Hamas. Và khi mà mọi nỗ lực ngoại giao ngừng bắn thất bại thì tổng thống Sisi không còn cách nào khác đã kêu gọi các cuộc biểu tình trong nước nhằm thu hút tình cảm công chúng chống lại cuộc tấn công của Israel. Mặt khác, cũng là để chứng minh với dân chúng Ai Cập rằng, chính phủ của ông đang bảo vệ an ninh quốc gia trước làn sóng di cư của người Palestine từ Gaza đến Sinai. Như vậy thì có thể thấy rằng, phản ứng của người Ai Cập là một minh chứng rõ rệt về việc các quốc gia Hồi giáo chỉ thể hiện sự đồng lòng bề ngoài với Palestine nhằm phục vụ cho lợi ích chính trị, lợi ích quốc gia, chứ không hẳn là vì quyền lợi của người Palestine. Với một bàn cờ địa chính trị phức tạp như vậy, chúng ta phần nào có thể hiểu được thêm lý do vì sao Nga kiên quyết giữ lập trường trung lập và chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp tới quý vị khán giả những phân tích chi tiết trong các chương trình tiếp theo. Bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.